Các bạn thân mến, hôm nay mình lại đưa các bạn đi du lịch. Cộng hòa Séc. Thì đây là một vùng miền quê của Cộng hòa Séc, một miền quê yên tĩnh. Nó gần biên giới với Đức và nó rất là thơ mộng. Nó nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy mùa xuân bắt đầu đến rồi. Hai bên đường là cây cối bắt đầu nở hoa và cuộc sống rất là thanh bình. Đây là những cái làng rất nhỏ ở hai bên đường, những cây này là những cây đào này, những cái táo này nó nở hoa này. Bây giờ đang vào gọi là hoàng hôn, đèn điện bắt đầu bật. Dù những làng quê rất là hẻo lánh nhưng người ta vẫn bật đèn hai bên đường. Hai những cái cây táo này hai bên đường á, thì đến mùa mà nó trồng nó ra trái thì thường thường là không ai bứt cả, mà những có những người mà gọi là họ đi làm thêm á thì họ ra họ bứt, sau đấy họ bán lại cho các công ty người ta làm nước ép hoa quả, có nghĩa là không cho tự do, ai muốn lấy thì lấy, không có thì nó rụng đầy hai bên đường á. Làng quê nông thôn này thì thỉnh thoảng mới có một vài nóc nhà thôi, nhưng mà nhà của họ cũng xây rất là đẹp, rất là kiên cố, chứ nó không, nó cũng như là biệt thự ở nhà mình ấy, cũng xe cộ hai bên đường đầy. Đây là vùng như kiểu là cũng thuộc dạng nghèo nhất của Séc ấy, vùng biên giới với Đức, người ta chỉ làm nông nghiệp thôi. Dân cư ở đây thì rất thưa thớt, đi mãi mới thấy một cái làng. Nhưng mà phong cảnh thì rất là đẹp. Mình vừa đi ô tô vừa quay nên nó đôi khi nó không được chuẩn lắm, đi một mình. Có những cái làng này rất là nhỏ nhưng mà họ có những cái nhà thờ rất là đẹp các bạn, cái nhà thờ to đùng đấy. Thì cái nhà thờ đấy thì đặc trưng của người Séc là ở những làng nào đều cũng đều có những cái nhà thờ.
họ rất là chăm chút về cái nhà thờ, rất là biểu tượng của họ. Nó gần giống ở Đà Lạt nhà mình. Ở đây các cái hàng Việt Nam cho Đức, gần biên giới Đức, ngay bên cạnh là Đức, nên là người dân mình là bán hàng. Thì ngày này thì nó vắng khách, nhưng mà đây là những người họ có những chợ này đã có 20 năm rồi, và mùa đông họ vẫn phải bán, đứng bán thế này, này. Lạnh tất nhiên không có những cái họ làm khoảng 10 m2 1 m2 gì đấy cho mùa đông lạnh quá thì chui vào trong ngồi thôi, chứ khi có khách thì vẫn phải ra bán hàng. Đó, đây là cái chợ mà mình đang còn là cũng có công việc ở đây. Đấy, đây là chợ Việt Nam nhé. Còn đây là mình đang đi vào rừng. Rừng của họ thì cũng toàn là cây thông thôi. Đường thì nhỏ. Chỉ một cái làng thế này thôi nhưng mà xe cộ nó cứ đầy, nó bằng cả thành phố Vinh nhà mình còn hơn, nhiều lắm, xe nhiều lắm. Mỗi cái xe này nó có khi có chở 1.000 đô, 2.000 đô, những cái xe mà nhìn đẹp long lanh này chứ cũng vài 3.000 đô là đi thoải mái rồi. Bên này hầu như ít người họ đi xe đắt tiền. Chỉ có mấy ông gọi là Việt Nam mình đôi khi chảnh lên thì mua xe nó tầm khoảng 1 tỷ đấy, tiền Việt Nam. Chứ còn dân họ bình thường thì họ đi những cái xe bình thường thôi. Vài chục ngàn đô là nhiều. Còn không thì đi có khi xe được khoảng 1.000 đô người ta vẫn đi bài đầy. Nó không quan trọng về xe cộ lắm. Xe chỉ là phương tiện đi lại thôi, nó đừng có hỏng là được. Đấy, những cái xe đều là nhờ vừa này nó nằm khoảng độ vài 3.000 đô à. Cái này đắt là bất động sản, nhà cửa này đắt. Đây là đang còn vào một cái thị trấn cũng gần biên giới. Ở Séc thì người ta rất thích trồng hoa. Đấy, một cái trường học của họ mà nó to như kiểu một cái
như một cái gọi là ủy ban của nhà mình, nó to, một cái trường học mênh mông. Xe ở đây không ai lấy đâu, nhiều khi cho không lấy à, vì lấy không đi được. Những cái xe này nhiều khi cũ quá rồi, người ta trông muốn ai ai lấy đi để khỏi phải mất công đi vất, nhưng mà xe vẫn chạy tốt. Trên đường thì hầu như không có là người đi bộ, và chỉ có người đi bộ và ô tô thôi, không có xe máy. Xe máy bên này họ không đi. Đây là kiểu trung tâm của thành phố rồi đấy. Tầm giờ là khoảng 6-7 giờ chiều, mà trời vẫn sáng.
thành phố này khoảng vài chục ngàn dân thôi, nhưng nó đẹp vậy đấy. Trong đó người Việt Nam mình ở đây tương đối đông. Đây là hàng Việt Nam, người Việt Nam bán hàng hoa này. Còn đây là cả cái chỗ đó người ta trồng cây cối, trồng cây, trồng rau hai bên đường, bên phải. Có cái mảnh đất nhỏ người ta trồng. Còn đây là mình xuống đi bộ, mình quay trực tiếp, cũng vào một chiều hoàng hôn. Thấy đẹp không? Phong cảnh rất là đẹp. Người thì chả thấy đâu cả, trốn hết trong nhà này. Đặc điểm của các nước là người ta Cộng hòa Séc, cuộc sống nó yên tĩnh, nó ít người, nhưng chỉ thấy nhà là nhà. Những cái nhà này có khi đến hàng trăm năm rồi, họ sửa lại thôi. Nhưng mà họ rất là bảo quản rất là tốt. Tí mình chỉ cho các bạn những cái nhà mà có đến hàng trăm năm rồi. Người ta ghi lại các cái lai lịch, năm xây dựng các thứ. Đời cha, đời ông họ để lại cho đời con, đời cháu. Chỉ việc sửa lại ở thôi, không phải xây dựng mới như chúng ta. Thường thường thì các thành phố thì nó có những cái bức tượng mà người ta gọi là ghi nhớ công ơn của những người nào mà xây dựng lên cái thành phố đó, thì người ta hay đặt cái bức tượng đó, hoặc là những cái người có công trong cái thành phố đó để làm cho thành phố phát triển, thì người ta dựng cả cái bức tượng đó và người ta ghi vào ở bên dưới, ghi chú ở bên dưới. Ví dụ bức tượng ở đây của cái ông này, như kiểu là ông thành lập cái thành phố này ạ. Đối diện là một cái quán casino của Việt Nam. Đây quán casino, đây là quán casino của người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình kinh doanh ở trong. Ghế thì rất nhiều, chẳng ai ngồi cả. Thỉnh thoảng có vài ông ăn mày ngồi là nhiều. Rồi mấy bà già. Họ có một cái rất hay là nó kiểu như là thành phố mà đồi núi ấy, nên nó cứ dốc dốc. Có những cái con đường nó đi vào rừng. Mình đang đi một tí nó lại vào cái khu rừng. Cộng hòa Séc họ bảo tiền tồn thiên nhiên rất là tốt, có những gọi là họ bảo tồn từ cái đời cha đời ông nó để lại, họ không phá cái gì hết. Đây con đường đi vào rừng, chuẩn bị đi vào rừng đấy, dốc dốc lên là rừng này, nó rất là hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Ở đây có khi cả tháng không giặt đồ, không việc gì hết, không bẩn. Người nào lười thì không cần giặt, cứ để đấy, vậy để xong đấy
mặc hết rồi lại thay thay rồi rồi mặc nó không sạch không bẩn nữa, vì không khí nó trong lành lắm, không có bụi bặm gì hết. Đây đây là con đường đi vào rừng. Thôi mình không đi vào nữa à, bây giờ mình lên cái chỗ trên đồi này, có bức tường thành này có khi đến hàng mấy chục mấy trăm năm rồi. Đây lại vào thăm một bức tượng này nữa, một cái ông này là cái ông bác sĩ, đây là người ta ghi lại chú thích cái ông này ông làm gì và như thế nào, còn đây là bức tượng của cái ông là đốc to rồi, ông bác sĩ cứu dân cứu nước. Cái nhà này nhà cổ lắm này. Đấy, sân mà bãi nó cứ rộng mênh mông, chẳng có người ngợm, chẳng có xe cộ, cứ làm vậy. Dân số họ ít lắm, những cái nhà to đùng này chứ ở có vài ba người ở trong à.